Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Nail Hình Ly nha Hôm nay Ly chia sẻ với các bạn một cách vẽ hoa cúc Nhưng mà cái nét hoa cúc này của mình nó to các bạn ha Nó to nhưng mà mình vẫn sử dụng cọ râu để mình vẽ nha Ly sử dụng cọ râu thần thánh size 9 để mình vẽ cái mẫu hoa cúc này Khi mà cái nét cánh mà các bạn muốn nó to Thì các bạn lấy ở ngoài đầu mũi cọ mình thật là nhiều treo các bạn nha Lấy cho nó động một giọt treo thật là nhiều Mình đặt lên móng và mình kéo về tâm Thì nó sẽ ra được cái cánh hoa cúc các bạn nha Khi vẽ được cánh hoa cúc rồi thì mình sẽ vẽ cái thân hoa cúc các bạn nha Khi vẽ cái thân xong rồi mình thấy chỗ nào còn trống thì mình sẽ đệm lại các bạn ha giống như bên tay phải và bên tay trái cũng còn thiếu một nét nữa ly đệm thêm là hoàn thành mẫu của mình nè các bạn xem xong nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ ly nha thank you các bạn bye bye